Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Hải Dương siết chặt thị trường vật tư y tế phòng chống dịch. Sơn La phát triển nông nghiệp hữu cơ hướng đi bền vững. Lào Cai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có đường biên giới kéo dài với Trung Quốc, hiện tỉnh Lào Cai đang triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã triển khai kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng khu vực cách ly, phân khu điều trị, cơ số thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phương tiện cần thiết để tiếp nhận cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, khai thác tiền sử bệnh nhân đi về từ vùng có dịch, phân luồng khám chữa bệnh, thực hiện đo thân nhiệt với những bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, phát khẩu trang y tế cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn tại mỗi phòng khám, tăng cường vệ sinh môi trường, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, đưa ra khuyến cáo mới nhất hướng dẫn 7 cách phòng ngừa virus corona của Bộ Y tế trên loa phát thanh và các màn hình truyền thông tại bệnh viện. Hiện Lào Cai có 12 trường hợp người Việt Nam bị sốt đã được cách ly điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó đã có kết quả xét nghiệm một trường hợp âm tính với virus corona. Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây sang nhiều quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch, nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động phòng dịch. Công ty SmartSort Hưng Yên đóng trên địa bàn xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, hiện có gần 2.000 công nhân lao động. Ngoài ra, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách hàng trong nước và nước ngoài đến giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu. Để phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, những ngày này, công ty đã thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch đối với tất cả các khách hàng và công nhân ngay từ khi bước vào cổng công ty, như kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử trùng, đồng thời quán triệt đến tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh chung ở khu làm việc, nhà xưởng. Đặc biệt, hiện công ty đang có 15 người nước ngoài đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, trong đó có 10 người Trung Quốc. Mặc dù những lao động này không phải đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp, nhưng công ty cũng đã thực hiện áp dụng biện pháp cách ly tại ký túc xá của chuyên gia nước ngoài theo đúng quy định. Ban lãnh đạo công ty đã yêu cầu cách ly toàn bộ người Trung Quốc tại khu vực ký túc xá của công ty và có nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt 4 lần trong một ngày và được trang bị toàn bộ những thiết bị y tế cần nhất trong quá trình phòng chống dịch. Chúng tôi phun thuốc khử trùng toàn bộ nhà máy cũng như trong ngoài để phòng chống dịch bệnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Ly Hinh Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, thị xã Mỹ Hảo cũng là một trong những doanh nghiệp có khá đông người nước ngoài làm việc. Đối với 7 cán bộ nhân viên người tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, sau khi nghỉ Tết đang được công ty tiếp tục cho nghỉ phép dài ngày, chưa trở lại làm việc vào thời điểm này. 26 cán bộ chuyên gia khác sau Tết trở lại làm việc cũng đang được công ty theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày. Công ty cũng đã phát khẩu trang và yêu cầu tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang khi làm việc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh chung, phun thuốc khử trùng tại tất cả các nhà xưởng. Công ty cũng đã tiến hành những cái biện pháp ví dụ như là đo thân nhiệt và kiểm tra phát khẩu trang cho công nhân ngay từ khi bắt đầu bước chân vào công ty, tránh tiếp xúc trực tiếp với cả người lao động ở nước ngoài. Trong cái lúc mà điều hành, tôi sẽ dùng mạng WeChat hoặc là các mạng nội bộ của công ty để điều hành. Và trong các cái sinh hoạt hàng ngày thì cũng cách ly hoàn toàn đối với người lao động ở nước ngoài. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 100% doanh nghiệp làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông lao động và có nhiều nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đều đã chủ động phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Việc làm này là điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân viên và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện. Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, tỉnh Lai Châu cho biết đã kiểm soát chặt chẽ người qua lại các cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Malifor, huyện Phong Thổ.
nơi giao thương với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các đường mòn lối mở tạm thời, tuyên truyền cho nhân dân hai nước giáp biên giới không qua lại, thăm thân, lao động vì không có thiết bị kiểm tra, không có lực lượng giám sát. Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn còn một số khó khăn như trang thiết bị giám sát, kiểm tra, kiểm dịch y tế đối với hành khách nhập cảnh còn thiếu, mới chỉ có một máy kiểm tra thân nhiệt bằng tia hồng ngoại. Nếu đông người xuất nhập cảnh sẽ khó khăn để kiểm tra, các trang thiết bị y tế khác như khẩu trang, dung dịch tiêu độc khử trùng thiếu. Huyện Phong Thổ có đường biên giới dài và có nhiều lối mở nên nguy cơ lây bệnh là rất cao. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, y tế và các xã biên giới, xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tại cửa khẩu, tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và khuyến cáo cho người dân chủ động phòng chống lây lan. Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch của Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, nhất là việc chuẩn bị khu vực cách ly nếu có trường hợp nhiễm bệnh xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp và tình trạng một số hiệu thuốc, cửa hàng vật tư y tế bán khẩu trang phòng dịch bệnh giá cao, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra thị trường vật tư y tế phòng chống dịch. Qua kiểm tra các hiệu thuốc và cửa hàng thiết bị vật tư y tế trên địa bàn thành phố Hải Dương cho thấy, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, những ngày qua bên cạnh một số cửa hàng tăng giá bán khẩu trang cũng có cửa hàng và hiệu thuốc bán theo đúng giá quy định. Theo một số cửa hàng, do nhu cầu sử dụng vật tư y tế phòng chống dịch, nhất là khẩu trang của người dân gia tăng đột biến nên thị trường các mặt hàng này đang dần khan hiếm. Tại thời điểm này, một số cửa hàng và hiệu thuốc đã phải nhập hàng vào với giá cao hơn trước thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Khẩu trang thì hiện tại thì nhà em cũng không còn cái nào để bán ạ. Và hôm vừa rồi thì trước Tết thì có một ít hàng thì vẫn bán giá cũ, khoảng từ mùng 4 đến mùng 5, mùng 6 thì mọi người mua rất nhiều ạ. Và cái lúc đấy thì nhập cao quá nên là em cũng không nhập bán ạ. Nhưng mà cái nhu cầu của người dân thì nhiều quá nên là cái nguồn mà người ta giao cho mình ấy, người ta cũng lên giá cao chứ. Có khi nhiều khi cũng không hẳn là nhà thuốc đã là lên giá cao. Trước nhu cầu gia tăng về các sản phẩm y tế phòng chống dịch bệnh, nhất là mặt hàng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn của người dân, ngành chức năng đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát không để xảy ra tình trạng tăng giá bán trái quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cửa hàng vật tư y tế và hiệu thuốc ký cam kết bán đúng giá, không găm hàng tạo khan hiếm giả để trục lợi trong bối cảnh đang tập trung phòng chống dịch bệnh. Đối với lại những cơ sở mà kinh doanh, nếu có hiện tượng đầu cơ găm hàng và bán giá không theo giá niêm yết thì sẽ xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật. Cùng với quản lý giám sát chặt chẽ nhằm cung ứng đủ cho người dân phòng chống dịch bệnh, các ngành chức năng cần quan tâm hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang, dung dịch phòng chống dịch bệnh đúng cách nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Y tế, Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã đi kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào và Kim Động. Tại 7 điểm kiểm tra, có 6 cơ sở đều hết khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Một cơ sở còn khẩu trang nhưng với số lượng ít dành để cấp phát miễn phí cho người dân. Do những ngày trước đó, nhu cầu của người dân tăng đột biến nên hết hàng. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cơ sở cam kết với các nội dung không tăng giá so với giá niêm yết, hàng hóa phải đầy đủ chứng từ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, không găm hàng đầu cơ tích trữ. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2, toàn tỉnh đã có 128 cơ sở kinh doanh thuốc vật tư y tế, cam kết 5 cơ sở bị xử phạt do không thực hiện niêm yết giá hàng hóa. Năm 2020, hệ thống mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo mặt trận các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhân rộng các cách làm hay sáng tạo, những mô hình tốt trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, chương trình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững tại các địa phương, tổ chức tháng cao điểm về người nghèo năm 2020, vận động quỹ vì người nghèo thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết, triển khai phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị để lại phía sau.
tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy phối hợp với chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm, trao đổi việc triển khai phong trào thi đua, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Hướng dẫn mặt trận cấp huyện và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào, đánh giá tình hình triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm trong các năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, dù trong thời buổi tấc đất tấc vàng, nhưng những năm qua, phong trào hiến đất làm đường ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, tạo dựng cảnh quan, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cách đây hơn 5 năm, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, vợ chồng bà Trần Thị Hằng ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào đã bàn bạc nhất trí phá dỡ công trình phụ trị giá trên 100 triệu đồng mà gia đình vừa xây xong để hiến hơn 100 mét vuông đất thổ cư mở rộng đường. Noi gương gia đình bà Hằng, các hộ dân trong thôn cũng tích cực hiến đất, nhờ đó những tuyến đường chỉ rộng 2 mét xuống cấp nay đã trở thành đường bê tông rộng 7 mét thuận tiện cho việc đi lại. Sống ở đây là trước kia cái con đường nó nhỏ nên nó cảm thấy nó khổ lắm rồi. Vừa đi xe đi pháo xong là dòng cái xe núa về nhà nó rời mưa rồi gió nó lầy nội không thể chịu được. Thế nên nếu mà nhà nước ưu đãi như này là quá tốt. Thế nên là dù rằng nhà mình có thiệt thòi, dù rằng là mất đi hơn 100 triệu cái công trình phụ với các thứ này khác, rồi rằng là hơn 100 mét vuông đất ấy, nhưng mà tôi nghĩ là trong lương tâm nó vẫn thoải mái. Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 64 và đường tỉnh 386 qua địa bàn xã Tam Đa có liên quan đến hơn 400 hộ dân sinh sống hai bên đường đã được tiến hành thuận lợi. Khi triển khai thực hiện, các hộ dân đã nhiệt tình hiến trên 3.000 mét vuông đất, nhiều công trình trên đất và hơn 2.000 ngày công lao động. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Đức Bạch, Nguyễn Văn Dân ở thôn Ngũ Phúc, bà Bùi Thị Tám ở thôn Tam Đa đã hiến tổng giá trị đất và công trình trên 150 triệu đồng. Trước hết là cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Thứ hai nữa là cán bộ đảng viên là phải đầu tàu gương mẫu làm trước. Thế sau đó là các cái ngành đoàn thể tuyên truyền đến từng người dân một để cho người dân hiểu rõ cái ý nghĩa, mục đích và cái quyền lợi của người dân khi con đường đã mở ra. Từ năm 2013 đến nay, huyện Phù Cừ có gần 2.000 hộ tự nguyện hiến trên 58.000 mét vuông đất thổ cư, phá dỡ hơn 2.300 mét đường bao và công trình phụ để làm đường giao thông. Nhờ đó, 98% đường giao thông nông thôn trong huyện đã được cứng hóa và nâng cấp. Còn một số các tuyến đường để đáp ứng cái tiêu chí nông thôn mới, thì huyện Phù Cừ sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đó là phải có một cái cơ chế tiếp tục hỗ trợ là 60% chi phí mặt đường cho các cái địa phương. Sự lan tỏa của phong trào hiến đất làm đường ở huyện Phù Cừ cho thấy tinh thần chủ động trách nhiệm vì cộng đồng của đông đảo người dân, giao thông thuận lợi đã từng bước mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo quê hương. Năm 2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La đã có những bước tiến vượt bậc. Nông sản của Sơn La tiếp tục khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Dù mới chỉ là những bước đi đầu tiên, nhưng nông nghiệp hữu cơ đang tạo ra những đột phá mới để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững ở Sơn La. Sơn La là một trong những tỉnh thành đầu tiên trong cả nước triển khai nông nghiệp hữu cơ. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và mỗi người nông dân. Gia đình anh Nguyễn Xuân Hòa ở bản Nông Xôm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn là một trong những gia đình đầu tiên trồng bưởi da xanh trên đất Mai Sơn. Theo chia sẻ của anh Hòa, sản xuất bưởi da xanh theo hướng hữu cơ bước đầu cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên đầu ra của sản phẩm tiêu thụ khá dễ dàng và được thị trường ưa chuộng. Về cái khó khăn đầu tiên là về cái kỹ thuật trồng nó và chăm sóc. Với cái bưởi da xanh nó khó, nó không như các loại cây bưởi khác hay cây khác. Những cái bệnh tật trên cây bưởi rất là nhiều. Phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ với ưu điểm là thân thiện với môi trường và góp phần quan trọng để phục hồi, duy trì hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người. Tại huyện Mộc Châu, một huyện trọng điểm về nông nghiệp của Sơn La, để nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai từ cấp huyện đến cơ sở. Từ quyết tâm chính trị đó, toàn huyện đã xây dựng được 149 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với tổng diện tích là 244 ha. Đối với việc sản xuất theo hướng hữu cơ thì sẽ làm cho cái môi trường nó sẽ tốt hơn,
trả lại cái độ phì nhiêu cho đất cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đối với người sản xuất thì thứ nhất là cái việc canh tác nó sẽ được bền vững và cũng sẽ đảm bảo được cái sức khỏe cho người sản xuất. Và ngoài ra thì cái năng suất thì nó có thể thấp hơn một chút. Tuy nhiên là cái giá trị, cái giá thành sản phẩm khi mà đã có cái thương hiệu, nhãn hiệu đầu ra ổn định thì nó sẽ có giá trị sẽ cao hơn rất nhiều so với canh tác thông thường. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019, tỉnh Sơn La đã dành kinh phí trên 10 tỷ đồng để triển khai các mô hình điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 12 huyện thành phố. Từ những mô hình điểm này sẽ đánh giá tổng kết và nhân rộng. Tỉnh Sơn La là tỉnh đầu tiên đã tổ chức triển khai nghị định 109 của chính phủ về sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tiền đề của sản xuất nông nghiệp hữu cơ là gì? Đó là chúng ta thực hiện nông nghiệp sạch. Chúng ta thực hiện các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Tiền đề của chúng ta đó là chúng ta giảm dần các loại thuốc bảo vệ thực vật và chúng ta đưa các chế phẩm sinh học, đưa các loại phân bón hữu cơ vào để chúng ta canh tác trên các diện tích đất canh tác chúng ta và chuyển dần cái canh tác đó từ cái vô cơ ngày xưa trước và chúng ta loại trừ các cái chất gây hại, loại trừ các cái độc tố vân vân ở trong đó để chúng ta đưa vào thành quy trình sạch. Với quyết tâm cao trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, tỉnh Sơn La đã và đang có những bước đi phù hợp để hướng tới mục tiêu cuối cùng là sản phẩm nông sản của Sơn La sẽ chiếm lĩnh thị trường một cách hiệu quả và bền vững. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã và đang được các địa phương trong tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, làm gia tăng giá trị trên đơn vị diện tích và thu nhập cho nông dân. Xác định đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp là một trong những bước đột phá, góp phần giảm chi phí đầu vào, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lao động trong nông thôn. Vì vậy, được các địa phương tập trung triển khai, trong đó khuyến khích tập thể, hộ nông dân mạnh dạn mua sắm máy móc thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện hành lang pháp lý cho nông dân thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa. Đến nay có trên 90% khâu được cơ giới hóa, tiêu biểu như làm đất đạt 97,4%, tưới nước đạt gần 91%, thu hoạch gần 86%, vận chuyển gần 93%. Theo đánh giá và so sánh với phương pháp truyền thống, thì việc đẩy mạnh cơ giới hóa và các biện pháp thông canh đã giảm được 15% chi phí sản xuất, năng suất cây trồng tăng từ 15 đến 20%. Thay vì sử dụng cám công nghiệp, ông Trần Văn Quyết ở khu 4 phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương đã tận dụng những phế phẩm nông nghiệp kết hợp với ủ men vi sinh và nấu thức ăn chăn nuôi chín để chăn nuôi lợn sạch. Cách làm của ông Quyết đã đảm bảo an toàn dịch bệnh và đem lại hiệu quả, sản phẩm được người tiêu dùng tìm mua. Đây là khu chuồng nuôi 500 lợn thịt của ông Trần Văn Quyết. Ông cho biết, để có đàn lợn luôn khỏe mạnh hơn 10 năm qua, ông đã áp dụng cách chăn nuôi của riêng mình là không sử dụng cám công nghiệp để nuôi lợn thịt mà chỉ sử dụng nguồn thức ăn tự phối trộn từ đậu tương, ngô, cám gạo, bột cá, men vi sinh và kết hợp nấu thức ăn chín để chăn nuôi lợn. Do vậy, thời gian nuôi lợn của ông Quyết cũng kéo dài hơn từ 1 đến 1,5 tháng so với lợn nuôi thức ăn công nghiệp. Nhưng bù lại, chi phí chăn nuôi giảm, chất lượng thịt lợn cũng thơm ngon và được nhiều người tới hỏi mua với giá cao. Nhà tôi từ xưa nay là hoàn toàn nuôi bằng các cái cám mình tự trộn, các cái cám gạo hay cám ngô, khô đậu hay bột cá. Đấy, trộn cùng với khoáng axit amin vào thì là tôi ủ men không tôi cho ăn. Phần hai nữa là tôi lấy thêm cả bã bia, bã đậu. Qua những cái thức ăn đấy là tôi xử lý bằng nhiệt, tức là tôi nấu chín hết hoàn toàn. Đấy, cộng tác với lại phun khử trùng, sát trùng. Còn ngoài ra thì cũng có tất cả những các cái quy trình làm vaccine. Đấy là tôi làm đầy đủ. Tất cả những cái bệnh gì có làm được bằng vaccine là tôi làm đầy đủ. Hiện nay, trang trại của ông Quyết thường xuyên duy trì tổng đàn gần 1.000 con, trong đó 60 con lợn nái, gần 500 lợn thịt, còn lại là lợn theo mẹ. Cách chăn nuôi này của ông Quyết cũng đã giúp đàn lợn trong trang trại của ông luôn phát triển tốt, khỏe mạnh, đặc biệt là không bị dịch tả lợn châu Phi trong thời gian dài bùng phát trên địa bàn tỉnh. Đối với những hộ chăn nuôi mà sử dụng những một số cái chăn nuôi nhỏ lẻ và chăn nuôi vừa thì hiện nay có xu hướng là sử dụng các cái nguồn nguyên liệu có sẵn ở địa phương ấy thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với những cái hộ này ấy, thì
Cái việc sử dụng nguyên liệu thì chúng ta cần phải chọn các cái nguyên liệu đảm bảo về không có độc tố nấm mốc, không có các cái tạp chất lẫn vào trong nguyên liệu, và thực hiện phải đảm bảo là thực hiện nấu chín và xử lý nhiệt để trước khi sử dụng cho đàn vật nuôi. Mô hình nuôi lợn sạch của gia đình ông Quyết khẳng định được hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi tại địa phương, đồng thời cung cấp cho thị trường chất lượng sản phẩm sạch, người tiêu dùng ở địa phương an tâm sử dụng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.